cuối tháng Giêng 2009. Khu đậu nó có hockey tournament ở Civic Center. Đó, đây trên khán đài này chưa, khán giả nó chưa vô. Khán giả chưa vô. À, khán giả chưa vô, khán giả sắp vô rồi. Còn 5 phút nữa là khu đậu bắt đầu trận. Đó. Introducing the West End Gladiators. Nó mới bị penalty. À, cái sân nó sút đó. Nó break away đó. Good save.